Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn ngữ văn chính. Bài 9, đi và suy ngẫm, trang 91 đến trang 94. Văn bản 1, trước khi đọc. 1. Khi tham quan hay là du lịch, em có thường tìm hiểu trước về nơi sắp đến không? Nếu có, loại tài liệu em quan tâm tìm đọc xem, nghe là gì? 2. Là chúng ta kể tên một số danh lam thắng cảnh có di tích lịch sử mà em đã đến hoặc là đã biết. Ví dụ một số danh lam thắng cảnh có di tích lịch sử là Chùa Hương, Lăng Bác, Chùa Một Cột, Chùa Thầy, vân vân. Tiếp theo đọc văn bản, Yên Tử, Núi Thiên, Thi Sảnh. Giữa những cánh cung núi trùng điệp của khu Đông Bắc mênh mông, Yên Tử cao 1.068 m, vút lên chon quan tựa một vọng gác. Từ xưa cảnh núi rừng Yên Tử đã nổi tiếng là một nơi ngoạn mục. Các triều đại phong kiến ở nước ta đều liệt Yên Tử vào loại danh sơn, núi đẹp. Sau khi thiền phái Trúc Lâm ra đời và đi liền với nó, hệ thống chùa tháp uy nghi mọc lên chi chít, thì Yên Tử càng thêm quyến rũ du khách bốn phương. Yên Tử ngày nay thuộc thành phố Uông Bí, cách trung tâm thành phố 14 km về phía Tây Bắc. Từ Hòn Gai ngược trục đường 18A 40 km ta sẽ đến Uông Bí. Tại đây ta nghỉ ngơi chốc lát, chuẩn bị thêm lương thực thực phẩm cho chuyến hành hương tới núi Vua Hóa Phật và ngắm cảnh vật thành phố. Từ cổng nhà máy điện Uông Bí ta theo đường vào mỏ vàng danh đến Láng Tháp. Đến đây ta sẽ rẽ phía Tây theo con đường qua xã Thượng Yên Công và đi tiếp 4 km nữa thì đến Yên Tử. Đoạn đường từ Láng Tháp vào Yên Tử dài 9 km, đi giữa lòng thung lũng dài và hẹp, giới hạn bởi dãy núi Cánh Gà ở phía Nam, Bảo Đài ở phía Bắc, thoạt trông như những thành quách cổ xưa. Những khu vườn xum xuê cam quả vải nhãn mận đào mùa nào thức ấy. Những mảnh ruộng mía thân tím thẳng tắp nối tiếp hai bên đường. Suối giải oan trong veo chảy ngoằn ngoèo trong thung lũng trên nền đá cuội và sỏi trắng. Cắt con đường từ Láng Tháp vào Yên Tử 9 đoạn khiến du khách ngỡ là 9 con suối khác nhau. Hai bên bờ suối hoa dành và hoa bướm vàng rượm. Đây đó có những khóm hoa hải đường chen với hoa thủy tiên đang nở bung những cánh mộng phất tím. Vào mùa xuân sau Tết âm lịch khi tiết trời dịu mát, rừng Yên Tử nở lọc đơm hoa, khách thập phương rộn ràng đổ về Yên Tử trại hội. Khách tham quan thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp kể cả trong nước và ngoài nước, hăm hở nhằm đỉnh núi mờ sương bước vội, mong chóng đến nơi mà mình mơ ước. Tên xa xưa của Yên Tử là núi Voi, bởi dáng núi giống hình con voi quay đầu về phía biển. Trong chữ sách, Yên Tử còn có tên là Bạch Vân Sơn, núi mây trắng, bởi quanh năm đỉnh núi chìm trong mây trắng. Từ xưa nhiều tín đồ đạo Phật ở nước ta đã say đắm cảnh vật Yên Tử, lối đi có trúc, khe suối có hoa, thờ Phạm Sư Mạnh, cũng là nơi thâm nghiêm u tịch. Họ đã đến dựng chùa mái tranh vách nứa dưới chân núi Yên Tử, ngày ngày cầu kinh niệm Phật. Theo Hải Dương Phong Vật Chí, từ xưa Yên Tử đã nổi danh là phúc địa thứ tư của Giao Châu, là ngọn núi thiên chốn tu hành tuyệt đỉnh của những người mộ đạo như nhân gian truyền tụng. Nào ai quyết chí tu hành có về Yên Tử mới đành lòng tu. Theo Hán Thư, vào đầu công nguyên, một người nước Tề là An Kỳ Sinh đã lặn lội tìm đường đến Yên Tử tu luyện đan để tìm ra thuốc trường sinh bất tử cho nhà Hán. An Kỳ Sinh từng là bạn thân của Khoái Thông, người bày mưu tính kế cho Hạng Vũ đến Yên Tử. An Kỳ Sinh ở hẳn trong núi vừa tu đạo vừa luyện thuốc. Ông lập ra am dược, am hoa, am thung, sắm cây cối và chày giả thuốc bằng đá. Thuốc trường sinh chắc chắn ông không tìm thấy, nhưng tục truyền ông đã tu hành đắc đạo ở Yên Tử. Ông đã hóa Phật vào ngọn núi và ngọn núi mang hình hài ông, được người đời sau gọi là An Kỳ Sinh.
Sau khi An Kỳ Sinh đắc đạo, chư tăng của An Kỳ Sinh gọi ngôi chùa ông đã tu hành và đắc đạo là chùa Ông Yên. Tên chữ là Yên Tự, tự là chùa, về sau gọi chệt thành Yên Tử như ngày nay. Đạo Phật phát triển cực thịnh trong thời Lý, ngôi chùa sớm nhất dựng trong thời kỳ này ở Yên Tử là chùa Phù Vân. Theo sách Thiền Uyển Tập Anh, thông thiền cư sĩ đệ tử của Thường Chiếu thuộc thế hệ 13 của dòng thiền vô, Ngôn Thông đã tu hành ở chùa này vào cuối đời Lý. Ông mất ở đây năm 1228, đến thời Trần vị cao tăng trụ trì, ở Yên Tử có uy tín lớn thời bấy giờ, được Trần Thái Tông khi lên ngôi vua phong tặng là phù quân, quốc sư. Năm Bính Thân tức năm 1236 ngày 3 tháng 4, vào lúc 10 giờ đêm, mang nỗi u uất trong lòng không giải bày được cùng ai, vua Trần Thái Tông đã vượt thành, trốn khỏi Thăng Long, rủi ngựa theo hướng núi Yên Tử. Đến 2 giờ chiều ngày 5 tháng 4, Thái Tông đến chân núi. Sáng ngày 6, ông trèo lên núi gặp nhà sư Phù Vân, một người bạn cũ, để đưa một lời thỉnh cầu. Nhà sư Phù Vân trả lời, núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm. Tâm lặng lẽ mà biết ấy là chân Phật. Nay bệ hạ giác ngộ được cái tâm ấy, thì lập tức thành Phật, không phải khốn khổ đi tìm ở bên ngoài. Câu trả lời của Phù Vân quốc sư thể hiện một quan điểm mới về thiền. Chính Thái Tông khi nhắc lại câu nói của Phù Vân quốc sư đã gọi ông là Trúc Lâm đạo sĩ. Phải chăng người đặt nền móng cho phái thiền tông Trúc Lâm, một thiền phái Phật giáo đặc trưng Việt Nam, mà sau này Trần Nhân Tông là ông tổ thứ nhất chính là Phù Vân quốc sư. Nhưng Yên Tử thật sự trở thành nơi trung tâm náo nhiệt của Phật giáo Trúc Lâm chỉ từ khi vua Trần Nhân Tông đến Yên Tử tu hành. Từ đó cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục hòa quyện với chùa am tháp cổ kính của Yên Tử, vừa như chốn thần tiên vừa lại gần gũi gắn bó với con người. Theo Sinh Thi Sảnh, Cõi Thiên Yên Tử, Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ninh, năm 2002, trang 11 đến trang 15. Thì khi em quan sát sơ đồ khu di tích Yên Tử in trong Cõi Thiên Yên Tử. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản. Một, tác giả nêu cảm nhận và đánh giá khái quát về đối tượng được giới thiệu như thế nào? Thì từ xưa cảnh núi rừng Yên Tử đã nổi tiếng là một nơi ngoạn mục. Hai, người viết cho biết điều gì về tọa độ không gian của núi Thiên Yên Tử? Thì Yên Tử ngày nay thuộc thành phố Uông Bí, cách trung tâm thành phố 14 km về phía Tây Bắc. Câu 3, vẻ đẹp của lối vào Yên Tử đã được miêu tả bằng những chi tiết hình ảnh nào? Thì vẻ đẹp lối vào Yên Tử đã được miêu tả bằng những cái chi tiết hình ảnh, những khu vườn xum xuê cây ăn quả, vải nhãn mận đào, suối dải oan trong veo chảy ngoằn ngoèo trong thung lũng trong nền đá cuội và sỏi trắng. Câu 4, trong một văn bản giới thiệu về danh lam thắng cảnh, việc cung cấp những thông tin về lịch sử có ý nghĩa gì? Thì trong một văn bản giới thiệu về danh lam thắng cảnh, việc cung cấp những thông tin về lịch sử sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, từ đó sẽ thêm thu hút độc giả với địa điểm danh lam thắng cảnh này. Câu 5, những thông tin mở rộng về Đạo Phật và các vị chân tu cần thiết như thế nào đối với một văn bản giới thiệu núi Thiên Yên Tử? Thì khi cung cấp những cái thông tin mở rộng về Đạo Phật và các vị chân tu, văn bản giới thiệu sẽ giúp cho người đọc hiểu rõ ràng hơn về lịch sử lâu đời và tăng mức độ uy tín tin tưởng với núi Thiên Yên Tử. Tiếp theo, sau khi đọc trả lời câu hỏi, một, Yên Tử núi Thiên thuộc loại văn bản gì? Em căn cứ vào đâu để xác định như vậy? Thì Yên Tử núi Thiên thuộc loại tùy bút, căn cứ vào các đặc điểm, bài viết thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của tác giả trước vẻ đẹp hùng vĩ tráng lệ của núi Yên Tử. Ngôn ngữ sử dụng trong bài viết giản dị sinh động, giàu sức biểu cảm. Tác giả sử dụng nhiều biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ để làm tăng sức gợi cảm cho bài viết. Kết cấu bài viết tự do, không gò bó theo một trình tự nhất định.
Tiếp theo câu 2, văn bản có bố cục như thế nào? Nêu nội dung cụ thể của từng phần trong bố cục và chỉ ra mạch kết nối các nội dung đó. Về bố cục, đoạn 1 đánh giá khái quát về đối tượng, đoạn 2, 3, 4, 5, vẻ đẹp của núi Thiên Yên Tử, đoạn 5, 6, 7, 8, 9, 10, thông tin về lịch sử của núi Thiên Yên Tử. Mạch liên kết thì là chặt chẽ, thuyết phục làm cho người đọc hiểu rõ hơn về lịch sử. Câu 3, căn cứ vào nội dung văn bản cho biết những lý do chính khiến Yên Tử nhìn nhận là núi Thiên, được nhìn nhận là núi Thiên. Thì các lý do đó là theo Hán thư, vào đầu công nguyên một người nước Tề là An Kỳ Sinh đã lặn lội tìm đường đến Yên Tử để tu tiên luyện đan. Vua Trần Nhân Tông đến Yên Tử tu hành. Câu 4, nhận xét về tỷ lệ của các đoạn miêu tả và dẫn tư liệu lịch sử trong văn bản. Tỷ lệ như thế nào, có hợp lý không và thể hiện ý tưởng gì của tác giả? Thì đọc văn bản chúng ta thấy tỷ lệ đoạn dẫn tư liệu lịch sử nhiều hơn với các đoạn miêu tả. Tỷ lệ như vậy là hoàn toàn hợp lý vì chủ đề là Yên Tử, đây là một nơi rất linh thiêng, không chỉ là một danh lam thắng cảnh, đây còn là một di tích lịch sử đặc biệt. Từ đó ta thấy được ý tưởng của tác giả muốn làm rõ lịch sử của núi Yên Tử đến với bạn đọc. Câu 5, liệt kê những chi tiết thể hiện cách giải thích tên gọi của một số vị trí và di tích trong quần thể du lịch tâm linh Yên Tử. Việc giải thích đó đáp ứng yêu cầu gì của loại văn bản giới thiệu một cảnh quan? Như vậy chúng ta liệt kê những chi tiết. Ông đã hóa Phật vào ngọn núi và ngọn núi mang hình hài ông được người đời sau gọi là tượng An Kỳ Sinh. Sau khi An Kỳ Sinh đắc đạo, chư tăng của An Kỳ Sinh gọi ngôi chùa ông đã tu hành và đắc đạo là chùa Ông Yên. Việc giải thích như vậy đáp ứng nhu cầu, cái yêu cầu đưa ra yếu tố lịch sử của văn bản giới thiệu một cảnh quan. Câu 6, yếu tố biểu cảm đã được tác giả sử dụng như thế nào? Yếu tố đó đóng vai trò gì trong việc làm tăng tính hấp dẫn của văn bản? Thì yếu tố của biểu cảm được tác giả sử dụng xen kẽ trong các đoạn văn. Yếu tố biểu cảm đóng vai trò giúp cho văn bản không bị khô khan, chán nản, từ đó làm tăng tính hấp dẫn của văn bản. Câu 7, nêu tác dụng của việc đưa sơ đồ khu di tích Yên Tử vào văn bản. Theo em, vì sao những sơ đồ thuộc loại này thường được hiệu chỉnh qua các lần công bố khác nhau? Thì việc đưa sơ đồ và văn bản vào giúp cho văn bản thêm cái tính cụ thể, giúp cho người đọc có cái nhìn bao quát về cái thực tế di tích, danh lam thắng cảnh. Việc sơ đồ được hiệu chỉnh qua các lần công bố giúp cho đưa ra cái sơ đồ chính xác nhất với thực tế của di tích, vì khuôn viên cảnh vật di tích có thể bị thay đổi để tu sửa, sửa chữa làm đẹp hơn sau một thời gian.